Thưa quý quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tỉnh Long An, Công an Quyện tổ chức trao giấy khen cho ba người dân gồm anh Phan Công Quy, Cù Khắc Tuân, Nguyễn Bảo Lộc cùng ngụ xã Hiệp Thạnh, Quyện Châu Thành có thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm trộm xe mô tô. Trước đó, ngày 22 tháng 4 năm 2024, anh Trần Thanh Sơn sinh năm 1967, ngụ ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, thành phố Tân An bị mất trộm một xe mô tô khi đang đậu tại giường Thanh Long trên địa bàn ấp Nam xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành. Sau khi nhận tin báo, công an xã triển khai lực lượng chốt chặn, Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, phối hợp với ba người dân trên bắt được đối tượng Nguyễn Đăng Khoa và Phạm Tuyết Nhi cùng ngụ xã Hiệp Thạnh khi cả hai đang trộm xe mô tô khác đang đậu trong rừng thanh long tại ấp 5 xã Hiệp Thạnh. Hai đối tượng khai nhận đã trộm xe mô tô của anh Sơn.